Hello mọi người, Vinh và Thanh đã tới được Ninh Bình trong hành trình Quang Vinh đi Việt Nam. Hello mọi người, Thanh rất là vui khi mà anh Vinh đã giữ lời hứa tiếp tục mời Thanh tham gia chương trình. Yeah. Hôm nay hai anh em tới được Ninh Bình nên hơi hào hứng chút xíu quá. Các bạn ơi, đây là resort Aravinda, nơi mà Vinh và Thanh đã lựa chọn cho kỳ nghỉ tại Ninh Bình lần này. Đố Thanh, Aravinda có nghĩa là gì? Sen hả? Sen. Trời em thông minh biết ta. Tiếng Phạn là bông sen xanh nha. Và đây là cái ý tưởng chính để xây dựng khu resort. Resort này rất là mới, chỉ mới khai trương hơn một năm thôi. Cái đường đi vô thôi em là em thấy giống như cái không khí nó rất là thanh bình. Yên yên rồi. Ninh Bình nó yên bình và chủ yếu tới đây là mình ngắm cảnh. Đây nha mọi người. Mình nghĩ đây là view đẹp nhất ở tại khu resort. Mình ở trên nhà hàng nhìn xuống hồ bơi. Resort mình thì có khoảng 30 phòng thôi, không có quá to. Mà Vinh thì thích vậy, tại Vinh thích cái không gian. Không gian nó không có quá to thì mình đi tới lui không cần phải bất ghi. Đi thì bất ghi phải gọi hay hơi mất thời gian tí xíu. Vài bước là mình đi được. Đây là khu vực hồ bơi nha mọi người. Resort 30 phòng mà mình chỉ có 2 villa thôi. Căn của em căng quá. Đúng rồi, còn hai mình những... bao hết. Còn lại là những cái phòng thường. Mình đang băng qua một khu vườn rau khá là dễ thương. Thì khu vườn rau này chính là phục vụ cho nhà hàng ở đây luôn á. Anh thấy một năm thôi mà cây xung quanh mít lớn quá. Đúng không? Cây cối nó đã lớn quá đủ trời rồi luôn. Em coi trước cửa anh nguyên cái giàn hoa kìa. Dạ. Thơ mộng chưa? Phòng mình bên là nhìn ra hồ sen nha. Đẹp quá. Có mấy cái ghế ở phía ngoài để ngồi thư giãn đó nè. Anh Minh nghĩ cái phong cách này người nước ngoài sẽ rất là thích. Hoặc là người Việt Nam mình mà em cũng thích nữa. Đúng rồi, giống như mình thành phố mình ở quen rồi thì mình qua đây. Ở đây mình sẽ có cái trải nghiệm đó về giống như yên bình hơn, mình thích hơn. Thường là bước vô phòng là em sẽ coi cái nhà tắm trước. Tại vì em thích cái nhà tắm đẹp lắm. Tại vì có cái bồn tắm này. Bồn tắm xi măng. Bồn tắm mà xong cái view nhìn ra nguyên vườn cây kìa. Mà đặc biệt là ngoài đó không ai dòm vô mình cho nên mình có thể vừa tắm vừa mở để mà dòm ra được. Tắm tiền. Mà cái bồn này là đâu phải chỉ tắm một người thôi đâu, hai người tắm được mà, bồn lớn, bồn rộng. Rất là lãng mạn. Ở đây mà mấy cặp vợ chồng mới cưới để đi hưởng tuần trăng mật là ở đây là đã lắm luôn á. Anh Vinh nghĩ gia đình cũng được. Tại vì nãy anh Vinh thấy khách thì có ba mẹ với lại các em bé cũng tắm hồ bơi rất là thoải mái. Xong rồi mọi người lấy xe đạp chạy vòng vòng đây. Em cũng thích. Căn phòng này giá 7 triệu mấy. Em nghĩ là 7 triệu mấy cho một số dịp đặc biệt thì giá rất là ok. Tại vì cái tiện nghi với cái cảnh đó, làm cho cái cảm giác mình dạ đúng rồi, cái cảm giác mình nó rất là gọi là đã. Đã ok. Rất là sướng. Nhưng mà trong mùa này đang có mùa dịch cho nên là giá sẽ giảm xuống. Các bạn nếu mà mình canh thì cũng sẽ có những cái giá tốt cho mọi người ha. Nhớ nha. Resort Aravinda của mình đi qua khu du lịch Thung Nham. Dạ. Khá là gần mấy trăm mét khoảng thôi. Khoảng 400-500 mét. Resort thì cái location rất là tốt. Đi qua Vích Động cũng gần. Đi qua Tam Cốc cũng gần luôn. Mọi người đặt là 2 cây số là tới được Vích Động rồi. Hồi nãy em thấy ngoài là hình như ở trong đây có vườn chim gì nữa. Mình đi thuyền. Đi thuyền đi xuồng đi qua. Vui ghê. Em cũng muốn đi thuyền, em chưa có đi bao giờ. Em chưa có đi xuồng bao giờ đó, chèo chèo quá vui lắm. Nhưng mà đi về miền Tây em quay phim thì em cũng có đi. Dạ chưa luôn. Chưa luôn. Hả? Tiểu thơ ghê. Ở đây hình như là rất là nhiều người trồng nhãn hay sao á. Đi ở con đường này cũng còn nghe mùi cây nhãn nữa. Thơm lắm mọi người. Ít nhất cũng còn một chút động lực để mà dắt xe. Đây mình tới được khu du lịch Thung Nham. Như vậy là vừa bước vào thì mình rẽ trái, mình qua đi hang bụt trước. Đúng rồi. Cái tour này là mình leo lên thuyền ngồi 20 phút. À. Là 120.000 lúc mà tụi chị mua vé ở ngoài đó là bao gồm 150.000. Nhưng mà hiện tại công ty em đang áp dụng chương trình tri ân đối với khách hàng rồi. Thì là giảm xuống là còn 120.000, đây là vé combo. Thì đối với vé này thì anh chị có thể đi được toàn bộ tất cả các điểm bằng cả cung đường thuyền, đường bộ hoặc xe đạp. Là cái này là có người chở mình. Đúng rồi, cả hai bến thuyền đều có người chở. Vậy mình đi cái này trước rồi xong mình đi vườn chim sau. Ok. Màu xanh. Vừa rồi nghe chị khen Thanh đẹp quá chị. Cảm ơn chị. Chị ơi, chị tên gì? Chị tên là Quyên.
Dạ. Chị Khuyên lái thuyền bao nhiêu năm rồi? Chị lái được 8 năm rồi. Dạ. 8 năm hả chị? Là ngày nào chị cũng lái ở đây chở mọi người hết? Nói chung là tuần nào cũng có 2 buổi. Dạ. Thường là một buổi như vậy là chị lái bao nhiêu chuyến đi về? Một buổi thì nó phải phụ thuộc theo khách. Dạ. Bình thường thế này thì như ngày hôm nay đông thì được 3-4 chuyến. À dạ. Dạ. Chị cho em lái thử được không? Trời sao? Trời nó quay vòng vòng nè. Trời em tưởng dễ, em nhìn thấy dễ lắm mà lái đâu có dễ đâu ta. Từ trên chèo xuống. Rồi tôi thấy là Thuyền không đi rồi đó. Không không, em sẽ đi được. Anh nhìn thử không? Anh nhìn về chỗ đi. Anh nhìn thử không? Anh nhìn thử không? Cảm ơn chị. Rồi, mình đó. Mình về lại. Bà đã được quậy theo mong muốn của bà rồi đó. Đi đã biết. Bây giờ chuẩn bị đi vô hang. Hang bụt. Hang bụt. Sao gọi là hang bụt vậy chị hả? Con bụt ở trong cháu ạ. À dạ, con bụt ở trong hả? Hang bụt là một hang động xuyên thủy tự nhiên ha, với chiều dài 500m, nơi rộng nhất là 70m và nơi cao nhất là 30m nè. Trong hang có hệ thống nhũ đá kỳ ảo gắn với câu chuyện tâm linh huyền bí về ông bụt hiền lành. Ủa con bụt thiệt. Đặc biệt trong hành trình khám phá hang động xuyên thủy, du khách được quan sát hình ảnh ông bụt như đang hiện hữu ngồi bên cạnh dòng sông ngầm để ban tặng những điều may mắn và tốt lành cho du khách. Dạ, vậy là mình phải canh ông bụt nha. Trời ông bụt mà xuất hiện cái em hú hồn luôn. Cái nước này cũng cạn đúng không ạ? Nước này thì như bây giờ là nước nó đang là vừa cạn, là chỉ 1 mét nước mà. À. Vừa nước thì nó phải dâng lên cao. Nếu thì nó phải hơn 2 mét nước. Dạ. Ừ. Là nên nếu mà lên cao thì mình không vào được đúng không? Còn đây là vòi voi hút nước này. Đây nè, vòi voi nè, giống vòi voi hút nước. Nhưng mà cái này là tự nhiên á hả chị? Tự hoàn toàn là không có gì. Đây là tự nhiên. Dạ. Mình cảm tưởng nó giống ấy. Dạ. Ừ. Không, nhưng mà cái Vinh thích ở thôn Nhan này mọi người cũng đến nhiều á, là tại vì hoàn toàn tự nhiên á Thành. Dạ. Ừ. Giống như em thấy là trong đây rất là tối nhưng mà người ta vẫn không có giống như là lắp đèn. Đúng rồi. Để cho giữ được cái hoang sơ nhất có thể. Đúng rồi. Vô mình đội đèn pin coi cũng hay hay. Hai ông bụt. Đâu ông bụt đâu? Rồi, giống thiệt. Ông bụt. À. Ừ. Giống thiệt thật sự. Là tí nữa mình giờ ra là có mặt của ông. Dạ. À dạ. Ồ, em coi lấp lánh kìa Thanh. Ồ, tự nhiên đó Thanh. Hột xoàn, kim cương, đồ nha. Trời ơi. Trời ơi, nó thạch nhũ là như vậy đó hả? Em đâu biết, nãy giờ em tưởng là nó giống như xi măng bình thường. Ai về là nó đá lấp lánh lên kìa. Nó đẹp lắm. Dạ. Mùa nào là mình không đi được cái này ạ? Đi được quanh năm nha mà. Nhưng mỗi cái là mùa tháng 8, mùa mưa, mùa lũ đấy là chắc là nó cũng phải ngừng hang khoảng 10 ngày. À 10 ngày thôi, 10 ngày. Kể. Dạ. Giống ghê hả Thành? Ừ. Lạ lùng không? Ừ. Tự nhiên hết rồi, thành hình này hình kia. Mọc từ dưới đất mọc lên à? Dạ. Mọc lên à? Em tưởng là nó mòn từ xuống. Không, mọc từ dưới á. Hay vậy ta? Em nhìn ra đẹp quá. Ừ. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn á. Quanh quanh đỉnh núi ông ngồi thì ngắm nhìn phong cảnh tuyệt vời bao la. Kìa non nước mặn mà vỗ nhạt, cảnh thiên nhiên hai tạc màn nên. Khách vào xin nhớ đừng quên, Nam Thiên đệ nhị có tên Sử Vàng. Thung Nham thì sơn thủy hữu tình, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Hát câu người ở đừng về, miệng cười tay bắt hiện ngày về đây. Thung Nham nói thầm thì kính chào quý khách đã về Thung Nham. Thung Nham tiễn khách ra về, Thung Nham vẫn đợi, Thung Nham vẫn chờ. Nếu mà hẹn quý khách gặp lại lần sau, nếu mà quý khách đi lần sau thì thay đổi không khí đi vào tháng 9. Wow, 9 đã. Đi vào tháng 9 cho đến tháng 3 được nhá. Mùa đấy thì là các cháu quay chim rất nhiều. Rất là đẹp. Cảm xúc của Thanh sao nè, anh Vinh hỏi nè, khi mà tới được vườn chim. Em là lần đầu tiên mà em thấy chim nhiều như vậy. Và lạ một cái là sao là chim trắng nó bay nguyên một đàn chim trắng, xong rồi chim đen thì bay riêng, chim đen không có trộn chung với nhau. Và hồi nãy em thấy mấy cái cây mà chim nó đậu lên nó bay, hồi nãy là chim bay vòng vòng đẹp lắm. Xong rồi nó đậu tùm vô cái cây y như là cái cây nở hoa vậy đó.
Thôi, đẹp dễ sợ luôn. Các bạn đi tới đây thì Vinh nghĩ là nên đi tầm 5 giờ chiều, 6 giờ chiều. Đúng rồi, khoảng chừng 5 giờ rưỡi 5, là cỡ giờ đó. Cũng trời vẫn còn sáng thì giờ đó chim nó về nhiều. Chứ mình đi ban ngày thì hầu như là không có chim ha. Đó. Ai tới đây cũng canh một cái khoảnh khắc nào đó để chim bay cả đàn để mà có hình đẹp. Hồi nãy Thanh có hỏi mấy cô ở đây là ở đây ai cho chim ăn, ai nuôi chim thì thật ra đây là chim thiên nhiên hết. Tất cả là tự săn mồi, tự sống và tự bay về. Chứ không có ai nuôi và cũng không có ai là giống như là kêu chim về hay gì hết. Mà cái hay nữa là mọi thứ đều được bảo tồn rất là kỹ, chia ra khu vực và có những cái khu vực mà chim làm tổ nhiều mình cũng sẽ không được tham quan. Dạ đúng rồi. Đó. Mặc dù là đi tham quan vòng vòng nhưng mà phải giữ được cái thiên nhiên để cho chim nó không có bị sợ, nó bay đi hết thì mình sẽ không có còn gì để mình ngắm nữa. Lạ lùng thiệt luôn á. Trời ơi, anh Vinh kìa kìa, về nữa nè anh Vinh. Cái cảm giác không biết diễn tả sao. Trời ơi, quá trời luôn. Ở đây á là càng về tối là nó bay về càng nhiều. Rồi, tìm chỗ đậu kìa. Đó, đó con nó hai màu á. Đậu lên mấy cây. Tới Ninh Bình mọi người phải ăn thịt dê nha. Đây là đặc sản của Ninh Bình, dê chuối. Thành ra là rất là ngon. Hầu như đi ở đây là thấy hàng quán là chỉ bán thịt dê thôi. Dạ, lạ. Mà làm rất là nhiều món. Dạ. Ngày hôm nay mình có dê, súp dê. Súp dê, dê ăn với lại cơm cháy. Cơm cháy. Rồi cái này là dê hấp xả. Thấm. Và cái rau ăn kèm thì thấy rất là lạ. Nãy nói là có húng chó hả? Dạ húng chó, rồi đinh lăng, lăng. Rồi trái sung. Rồi trái sung. Ủa sung ăn được hả ta? Em không biết, em chưa ăn bao giờ. Em chưa ăn bao giờ. Còn cái này là rau muống với lại tép. Tép, tép đồng. Dạ. Còn cái này là gà với lại gà hấp lá sen. Đông cô, nấm đông cô, cà rốt. Này mình thấy đẹp hấp quá. Lá sen, dạ đẹp là đẹp. Mình mời mình bắt đầu món nào trước? Thanh ăn thử đi. Đây, ăn thử em nghĩ là chắc súp trước quá ha. Giòn ha. Rất là giòn luôn. Xong rồi giờ mình chế cái súp này lên hả? Em thử trước nha. Là cái dê này nó không có bị cái mùi hăng. Mà nó mềm, nó thơm. Ngày hôm nay ngày đầu mình tới mà mình đã làm được một số hoạt động này ha. Dạ. Em là thấy thích chưa? Thấy thích nên mình chưa? Em thích nhất là cái cảnh. Cảm giác rất là bình yên. Cái thứ hai là em thích dèo xuồng. Lần đầu tiên em được luôn á. Với lại cái cảnh mà chim bay lên nó đẹp quá. Công nhận. Trời đẹp xuất sắc luôn á anh Vinh. Như bay là nguyên một cái đàn chim bay qua như máy bay mà nó không có vỗ cánh, không có gì hết. Nó bay là đẹp ghê luôn á. Em không nghĩ được trái sung ăn được luôn á Thanh. Em muốn lần đầu tiên ăn luôn. Không, tức là cái nó... sự kết hợp rất là hay. Từ rau, thịt cho tới nước chấm. Tức là nhìn như vậy thì em nghĩ là nó bị chát nhưng mà không. Ăn vô nó là chỉ có hơi chút xíu nhẹ cái rau thôi. Thường mình nhìn một dĩa rau sống vậy cái mình thấy ủa, ăn vô những cái lộn cỏ mà cũng không khó chịu á. Ngon á. Mọi người ra đây nên thử món này. Tại vì nó lạ. Nó lạ và cái thịt dê rất là thơm. Mềm. Với lại cái da nó không có bị dai nữa. Và tươi. Đặc biệt nha. Dê rất là tươi. Thử gà hấp tá sen nữa. Dê mang rau này nè. Không... Dạ. Thường em du lịch á, đối với em mà 50% là đồ ăn. Tại em sẽ chọn cái chỗ nào á mà có những cái món ăn đặc sản mà ở Sài Gòn mình hiếm có được. Vậy nó đi du lịch nó mới xứng đáng, nó mới đáng giá. Còn 50 còn lại thì mình hưởng thụ những cái khác, nhưng mà bắt buộc phải có đồ ăn. Mình là cách đây hơn 1.000 năm, đây là thủ đô, là trung tâm kinh tế chính trị, là tuyến quân thành phía nam của kinh đô Hoa Lư xưa. Nhưng sau 1.000 năm trở thành cố đô, nhưng cố đô Hoa Lư rất là vinh dự và tự hào. Cố đô đầu tiên của Việt Nam ta có trước cả cố đô Huế. Và người dân cố đô lại được đón du khách từ khắp mọi miền đất nước về tham quan Tràng An, một vùng đất nhỏ bé nhưng địa linh nhân kiệt. Kính chúc quý khách sẽ có một chuyến hành trình thật là vui vẻ, ý nghĩa, ấn tượng tốt về cảnh đẹp cũng như sự phục vụ của người dân Tràng An, người dân Ninh Bình nói chung ạ. Khi du khách trải nghiệm về tham quan ở Tràng An, cùng cảm nhận với cảnh đẹp núi rừng xuân thanh thủy tố, non nước nghĩa tình. Nhưng nếu trước đó mà Tràng An chưa có khai thác du lịch rộng lớn như thế này, thì bên tay phải mà các em nhìn thấy xa xa phía bên kia sẽ là cánh đồng lúa cấy trồng của người dân. Nhưng thấy được cái tiềm năng du lịch của Tràng An Ninh Bình, doanh nghiệp xây dựng sân trường, ông là người con ưu tú của tỉnh Ninh Bình với tầm nhìn chiến lược, đầu tư một nguồn vốn rất là lớn để nạo vét khơi thông dòng chảy, khơi thông những hệ thống hang động,
đưa du khách du thuyền trong cảnh thân bình. Tràng An bắt đầu đánh thức tiềm năng du lịch vào năm 2002. Đến năm 2014 là vừa tròn 12 năm chờ đợi và xây dựng. Ngày 25 tháng 6 năm 2014 vừa qua, quần thể danh thắng Tràng An chính thức được Ủy ban UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đây là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam ta, di sản kép duy nhất trong vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Đó không chỉ là niềm tự hào riêng của người dân Tràng An, người dân Ninh Bình nữa, mà là niềm tự hào của đất nước Nam ta được thế giới biết đến, thế giới công nhận. Quần thể danh thắng Tràng An đã tô điểm trên bản đồ đất nước Việt Nam hình chữ S thêm xinh đẹp và lộng lẫy hơn. Cảnh này đặc biệt không phải? Dạ. Em sẽ thấy đặc biệt là cái xuyên qua, mà có mấy đèn hát xuống đẹp không? Ừ. Mà ở trên là thạch 100-200 mét núi cao. Ồ. Tất cả mấy hang là tự nhiên hết hả chị? Đúng rồi, tự nhiên hết. Do quá trình mà nước chảy đá mòn thì nếu mà ngày 1, ngày 2 thì những hệ thống hang động này là không thể nào hình thành lên được, mà phải hàng trăm triệu năm. Dạ. Thường là đi trong đây là tổng cộng thời gian đi trong cái hang là khoảng bao nhiêu phút chị ha? Gần 30 phút em. Dạ, rồi. Gần 30 phút. Em xin mời các em vào một cái phòng họp hội nghị rất là lớn. Phòng bàn về quân nha. Ồ, đây rộng quá nè. Thoáng và rộng cho nên tuyên truyền rằng là xưa kia đây biết đâu là nơi họp bàn về quân của các cái quan nghị tướng để đưa ra các chiếu chỉ, các sắc lệnh để chống lại của Hoàng Sâm. Mà nếu mà họp bàn về quân ở trong đây bên ngoài kênh phòng dần bẩn chắc chắn là trời không biết và đất không chịu nổi. Thường thường là có mùa khô mùa cạn, nếu mà mùa mưa thì giữ dâng cao, mùa cạn thì nước khô cạn. Bây giờ mình khai thác về du lịch thì mình mới giữ nước ổn định. Nhưng có lưu ý với du khách một chút đây ạ, là cá sấu ở Tràng An là cá sấu đá hóa thạch. Khuyến khích nuôi cá đẹp, không nuôi cá sấu. Nuôi cá gầy thì không nuôi cá mập. Cá gầy chứ không cá mập. Ở trong hang động này thì có cái tiếng đặc trưng của con rơi. Có mùi cao quá trời. Mùi rơi nữa. Có những nơi hang động rất là thấp, các em phải cúi đầu. Nhưng có những nơi cao trần hang rất là cao. Từ mặt nước lên đến đỉnh trần hang là cao khoảng 20-50 mét. Ồ, trên cao dữ vậy. Đây là nơi trú ẩn của những con rơi. Mà theo chị biết thì cùng nổi thì con rơi để chế tạo thuốc súng. Cái này là nước ở đâu dãy xuống chị hả? Nước ở trên cái đỉnh núi cao mà đi nãy các em đi qua ấy. Tức là trên đấy là 200-300 mét thì núi cao nó sẽ là mưa, nó thẩm thấu. À. Thẩm thấu từng giọt một nhỏ thôi. Cái đoạn này cửa ra là rất là thấp em nhá. Rất là thấp luôn. Nhưng mà thấp nhưng mà thành vũ này rất là đẹp. Đẹp à, ông ấy, nếu bây giờ có điện là đỡ ông ánh cho ngày xưa là tắt điện đi nhá. Dạ, chiếu đèn vô. Ông ánh nha. Đợt này anh Vinh quay trở lại Ninh Bình thì trải nghiệm khác là tại vì được ngắm ở dưới mưa. Có mưa mưa, lúc phất vậy cũng mát. Ừ. Nắng che dù. Nhà đẹp còn nắng đúng không? Lãng mạn. Mưa thì có cái thú vui cùng. Mưa một chút thì cây cối sẽ cao xanh tốt hơn. Và đỡ cái ăn nắng, oi nắng của mùa hè. Cây cửa hang vạn. Đẹp quá, đẹp. Tiếng 2 hả? Tiếng 2 hả? Nhưng mà em thì vào và ví dụ như bắt đầu biết là Ninh Bình có mưa 2-3 ngày không, bắt đầu là nắng chang chang ấy. Lúc đấy thì mình có màu nước như thế như vậy. Khó quá chị. Trời ơi, trong khủng khiếp luôn á. Cái chỗ nào mà có cái rong rêu đó là nó nước nó trong hơn đúng không chị? Đến lọc nước mà. Dạ. Máy lọc nước. Mưa này vẫn chưa là mưa rào hả? Đúng rồi, chưa. Phải mưa lớn nữa hả chị? Cái này là gọi là mưa bụi. Đúng rồi, mưa bụi nhạt nhòa. Đẹp quá. Nhiều, đây là dạ. Trắng. Hoa dạ. Sống trắng. Như vậy nếu mình đi Ninh Bình thì mùa nào là tốt nhất hả chị? Hay là cũng hên xui? Không, ở Ninh Bình nếu mà Tràng An có chị thì mùa nào cũng đẹp, cũng nên thơ. Nếu mà em đi mùa hè thì như Vinh đi vào mùa hè thì thường hay có cơn mưa rào bất chợt ấy. Dạ. Xong hôm sau nắng mưa là nước sẽ trong vắt màu xanh như em đi đầu tiên em quay. À. Còn nếu mà đi vào mùa đông thì sáng ở đây là có sương sớm mây chiều, mây cũng là núi này. Còn mùa thu thì sẽ tốt hơn sức khỏe cho du khách ở trong Nam Nam, bởi vì là lúc đấy là mùa se se lạnh, giống như của nhiệt độ ở Bà Nà Hills ấy. Dạ. Cũng có nắng một chút. Nhưng mà mùa
quan trọng với du khách đi tham quan thì đa số là chọn một khu bởi vì là vừa được tham quan nắng vừa phải, vừa là tham quan là không bị quá. Vậy là kết thúc tour ha, vé vào đây mình đi hồi nãy là 125.000 một người. Đây hả? Mà em thấy đi quá trời lâu luôn. Ngắm cảnh đã đợi 4 tiếng đồng hồ, 3 tiếng mấy luôn. Tụi em cảm ơn chị Dung hôm nay rất là nhiều. Chị Dung hôm nay là giọng rất là truyền tải, em chắc tin chắc là mọi người sẽ rất là thích nghe. Và cảm ơn chị đã chia sẻ rất là nhiều thông tin cho tụi em về nơi này nha. Dạ. Trong cái lộ trình mà các em đi tham quan thì em sẽ thấy là đi một vòng tròn đúng không? Dạ vâng. Thì ở đây có chị có một cái điều là du khách sẽ cảm nhận thấy đó là rất là yên bình. Dạ đúng và rồi. Và không có người dân sinh sống, không có khu công nghiệp khói bụi. Nên nguồn nước và thiên nhiên gần như là hoàn toàn trong sạch. Dạ. Đây các chị là khi mà khai thác về du lịch có quán triệt luôn một điều đó là tất cả các đò ở đây là xếp theo cuốn chiếu, vòng tròn. Cho nên là đến lượt của ai người đi. Còn vì cuốn chiếu cho nên không có sự tranh giành, kéo mời gọi và không có bán hàng rong với dịch vụ chụp ảnh rong ở đây. Tràng An được du khách mệnh danh là nơi an toàn nhất miền Bắc. Nhưng mà các em đi tham quan mấy tiếng trên sông này em đã cảm nhận được với cái cảnh đẹp cũng như là sự thân thiện phục vụ của người dân Tràng An. Mong rằng các em quay trở lại Tràng An nhiều hơn, quảng cáo với Tràng An nhiều hơn. Em cảm ơn chị. Các em rất là nhiều. Tụi em đi chơi thì thiệt sự là thấy an toàn là cái yếu tố mà em nghĩ là mọi người sẽ rất là an tâm khi mà mình du lịch đến Ninh Bình. Và mọi người thấy là ở đây không có những cái trường hợp đó mồi chài đúng hoặc là chặt chém du khách giá cả đúng không? Rồi tất cả mọi người đều mặc đồng phục an toàn, nói chung là tổ chức du lịch rất là tốt. Mình hy vọng là mọi người sẽ đến thăm Ninh Bình nha. Rồi bây giờ thì mình chào tạm biệt chị. Dạ chào chị. Mọi người ơi, để thay đổi không khí chút xíu sau khi ngắm cảnh thì mình nên đi ăn đi. Và cũng để thỏa mãn cái bụng của bản thân nữa. Em thèm ốc. Mà tại vì nãy là lúc mà đi thuyền á là nghe cái chị mà hướng dẫn viên á chỉ ru một cái chỗ. Em quá, nãy chị ru quá. Ru em. Cái em mới nói là chị ơi chị chỉ cho em chỗ đồ ăn nào gần gần đây luôn ngon. Cho em tỉnh lại. Chị là có một quán là hầu như là dân địa phương ăn không hết. Thì có đặc sản là ốc, gà với cá dê nữa. Dạ, ốc, gà, cá, dê. Cho nên là thanh niên Vinh phải đi luồn vô những cái hẻm nhỏ để mà kiếm đúng cái quán này để ăn thử. Quán này tên là Tùng Dung. Nghe khá lạ hả? Dạ, nghe tên đi vào thì đường hơi nhỏ nhưng mà hồi nãy lúc vô không biết ủa sao mà sao đi có ai hết mà vô bên trong là mọi người ăn bên trong thì nó đâu. Ở trong đây cũng nhiều quán. Wow. Thơm quá trời, em thích mùi xả lắm. Mình thưởng thức những món đặc sản của Ninh Bình nha. À, nói về cái ốc này chút xíu. Anh nghĩ là cái cách chế biến kiểu như khác miền Nam mình hồi này là như chị hấp. Dạ, hấp xả. Mình nghĩ sẽ như nêm nếm rồi tỏi, ớt, bơ, các kiểu. Đây thì chị hấp lên xong mình có cái nước chấm này rất đặc biệt. Mọi người nhìn cái màu vàng này. Mình hỏi thì là mẻ chân là cái sốt để ăn chung với ốc. Mọi người có biết mẻ chân là gì không? Em mới hỏi nè. Nói gạo gì đó. Gạo làm cho nhuyễn ra xong để lên mẻ. Dạ. Là giống tính hả ta? Nè coi. Cái sốt này màu vàng vàng mẻ chân là ngon. Giống như chấm vô nó chua chua, ngọt ngọt. Em thích không? Ngon lắm. Ngon hả? Anh Vinh rất là thích canh chua và nóng thứ này á. Mà cái sốt mẻ này là ở trong miền Nam mình là không có rồi đó. Miền Trung không có luôn. Cái ốc mẻ tươi, cái thịt nó ngọt. Cho nên em nghĩ vì vậy cho nên là người ta chỉ chọn hấp thôi chứ người ta không có chọn làm nhiều món. Con này là ốc bươu nha. Trong miền Nam mình kêu là ốc bươu. Khá ngon nha các bạn. Với lại mặc dù hấp không nhưng mà tại vì có xả với lại có lá gì đó. Cho nên là cái mùi nó rất là thơm. Sao? Cái món này là đối với em một cái người mà chùm ăn ốc thì là em thấy như thế nào? Nếu mà so với lại ốc kiểu miền Nam mình hoặc là ốc cái vùng khác thì em thấy sao? Dạ, tức là ốc miền Nam mình thì làm nhiều món, làm món này món kia thì nó sẽ ngon kiểu khác, còn cái này là ngon kiểu khác, nó ngon kiểu là nó ngọt thịt với lại thơm đúng giữ được cái mùi ốc. Còn mình không thì có, ngon kiểu khác. Không có cần quá nhiều gia vị, cái ngọt thì không có là đường ngọt. Với lại ở đây hình như là mọi người rất là thích ăn sốt á. Cho nên là dê cũng chấm sốt mà ốc cũng chấm sốt này. Chắc sốt này là mới là đặc trưng của đúng. Ninh Bình nè. Cái mẻ cũng có cái mùi vị đặc biệt riêng nước mắm, nhưng mà anh Vinh thì cá nhân nha lại thích cái nước chấm hơn, anh thấy nó có độ mặn. Cái này hả anh gì? Nước mắm này hả?
nó có đậu mặn, còn cái kia hầu như là cái vị chua nó áp đảo. Ôi gà bắp thói đảo quá nè. Cái da nó giòn, ui cái da nó giòn giòn. Nhưng mà gà ở đây thì chắc chắn gà ta. Mà cái da nó giòn. Mọi người thấy không? Còn ngon quá thôi rồi. Nó bắp thói mà cái da nó ngọt giòn. Chấm muối tiêu chanh. Cái da nó giòn giòn. Cái thịt nó dai dai. Chứ nó không có bở. Bình thường á, mình ăn gà công nghiệp á, cái thịt nó bở bở, ăn ngán. Còn cái này á, thịt nó dai dai, ngon và nó thơm hơn. Mà em thấy hình như là ở Ninh Bình là gà ở đâu cũng là gà ta á. Chứ không có gà bị bở. Thơm á. Nướng đặc biệt là có cái lá chanh nữa. Dạ. Em nghĩ nè, nướng than á, nghe mùi thơm vậy á. Quán cũng rẻ, hồi nãy không? Gà này như 200 ngàn. Ốc trăm mấy. Rồi, cũng nhiều lắm ha. Một nồi ốc luôn. Nguyên nồi luôn mà 100 mấy mà gà 200 ngàn là coi như nguyên con luôn. Giá ok. Tại vì quán này không phải là quán chuyên du lịch mà là quán cho người bản xứ, cho nên là giá rất là hợp lý. Nên là nếu như mà bà con ai mà ghé nên mình chơi thì ghé quán này thử để mình thử mấy món đặc sản. Thơm quá. Nướng trong cút luôn á. Cái này á không có nhiều gia vị. Nhưng mà rất là thơm. Cho nên là mình chấm với chanh hoặc nước mắm nó vô ăn ngon lắm. Cái da giòn á. Dạ, cái da giòn là cái đặc biệt nhất. Tại vì không phải chỗ nào cũng nướng được cái da giòn. Mà thường á nướng được cái da giòn vậy thì hay bị khét khét. Còn cái này là da giòn mà đều. Nướng đều luôn. Ồ, món mới. Đây là ớt chiên giòn. Ớt chiên giòn. Không, rõ ràng là đi chơi mình hỏi người địa phương á, xong những cái quán ăn đúng chỗ luôn. Đúng rồi. Ngon. Đi chơi là phải ăn quán địa phương. Nó mới đảm mới đúng. Anh sẽ thích món này. Tại vì rất là thơm. Thơm quá. Hình như có bơ. Có bơ. Thơm quá luôn. Chấm chân ớt nha bà con. Ngon lắm luôn. Hả? Mình giống như bị bỏ đói lâu lắm. Em nói anh Vinh, mai mốt anh Vinh làm một cái chương trình chuyên về ăn thôi, là để thức ăn đầy bàn như vậy nè. Đó, mời em. Lúc ăn cũng hài hơn. Nhưng mà cái đó là cái mà mình thích nhất ở Thiên Thanh. Ăn rất là nhiệt tình, chơi cũng rất là hết mình. Bây giờ em ăn tiếp. Giới thiệu với mọi người là hồi nãy là giới thiệu món gà, nhưng mà tại vì chưa có món kèm. Bây giờ ra món kèm. Cái này là có tóc cải với lại miếng xào với lại lòng gà. Vinh thì Vinh thích ở đây là món ốc nhồi, bởi vì cái sốt chấm mẻ rất là lạ miệng. Ngoài ra là ở đây là món gà nướng không có dầu mỡ mà cái da rất giòn, rất ngon luôn đó. Em thì thích cái này nhất, tại vì nó thơm, nó thơm bơ béo rồi giòn tan luôn. Em là thích gì béo béo lắm. Như vậy rõ ràng là mọi người thấy quán ở đây rất là phù hợp cho mọi khách, bởi vì đó mỗi người thích một món cho nên tôi nghĩ sẽ là khá là dễ ăn. Dạ, giống như là ngoài những cái món đặc sản ra thì mấy cái món cơm canh bình thường cũng có nè. Thanh với Vinh cũng có cái canh nhiều lắm luôn, mà đặc biệt là ở đây mỗi một cái phần ăn rất là to. Thì mọi người thấy là Vinh với Thanh không ăn không hết nè. Đúng rồi, gà 200 ngàn một con mà có luôn cả phần này luôn, bao gồm luôn như vầy luôn nè, chỉ có 200 ngàn thôi là giá rất là hợp lý luôn á. Này chắc không ăn hết nổi này. Nhiều quá. Đem về chắc. Tâm hồn ăn uống thì ăn từ đây ăn đến về tới nhà luôn. Ok Thanh. Đây là hang Múa nha, một trong những địa điểm mà Vinh yêu thích nhất ở tại Ninh Bình, bởi vì lên trên đó thì Vinh sẽ có một cái cảnh view rất là đẹp, chụp hình số 1 luôn. Và để chinh phục đỉnh cao đó, Vinh phải đi bộ lên trên tầm hơn 500 bước. Mọi người nhìn xem đoạn đường đi. Thở dốc chút xíu. Tại Vinh đi quen rồi, Vinh thấy cái đoạn đường này cũng ok, không có quá khó đối với Vinh. Đi lên đây thì các bạn sẽ trả 100 ngàn cho một người. Mình vừa đi tập gym, cardio, leo núi mà vẫn phải tốn thêm 100 ngàn nữa ha. Thì mọi người cứ suy nghĩ về việc này, xem là mình có nên đi hay không.
Nhưng mà hãy tin Vinh là lên tới nơi các bạn nhìn thấy cái view rất là đáng đồng tiền. Cuối cùng trong hành trình này anh Vinh chọn là Bích Động và dẫn Thanh đến đây để ngắm ngôi chùa Bích Động cũng như là hồ sen. Dạ. Anh thấy chuyến đi này sao Thanh? Thứ nhất là em thấy là rất là thư giãn. Bởi vì em nghĩ là những ai mà bình thường cuộc sống bận rộn rồi hay stress á thì nên chọn Ninh Bình làm cái điểm đến để cho mình thư giãn. Tại vì bất kỳ một cái điểm nào từ đến giờ mình tham quan á là đều có cảm giác rất là yên ả. Cái nét đặc trưng mà em chưa có giờ đi du lịch ở đâu mà được cái nét đặc trưng đó hết. Cái cảnh này mình không có tìm được ở đâu, chỉ dạ, có Ninh Bình có thôi. Hy vọng là Thanh có một cái chuyến đi thiệt là thích ha. Cảm ơn Thanh đã bay ra trong hành trình Quang Vinh đi Việt Nam này, bay ra với anh Vinh tập này. Dạ, cảm ơn anh Vinh. Cũng cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Thanh được quay với anh Vinh nhiều. Vậy là cũng nhờ mọi người comment vô nói là trời ơi, chứ Thanh quay nữa đi. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Hẹn gặp lại các bạn ở chuyến đi sau. Mà đợt sau chắc là mời Kim Thanh chọn địa điểm đi nha. Chọn cho đồ ăn nhiều nhiều. Bye.